Tiểu sử diễn viên Lê Tuấn Anh. Lê Tuấn Anh sinh năm 1968 là một diễn viên điện ảnh. Anh là một trong ba diễn viên nam nổi tiếng của thập niên 90 cùng với Lý Hùng, Lê Công Tuấn Anh. Lê Tuấn Anh đến với khán giả lần đầu tiên trong bộ phim Bí mật thành phố cấm. Năm anh 22 tuổi, anh là một trong ba diễn viên nam nổi tiếng nhất của dòng phim Mì ăn liền vào thập niên 1990 cùng với Lý Hùng, Lê Công Tuấn Anh. Thời hoàng kim của Lê Tuấn Anh, khán giả còn biết đến mối tình của anh với ca sĩ Phương Thảo, người sau này sánh duyên cùng nhạc sĩ Ngọc Lễ. Lê Tuấn Anh là người chồng của đạo diễn diễn viên kịch nói Hồng Vân. Hai người quen biết nhau khi học chung ở trường Cao đẳng sân khấu. Sau khi kết hôn, Lê Tuấn Anh lui về hậu trường, nhường sân khấu nghệ thuật cho Hồng Vân. Anh trở thành ông chủ của một nhà hàng. Lê Tuấn Anh là diễn viên không giải thưởng, một ngôi sao với vòng quay danh tiếng chóng vánh, nổi nhanh và nhanh tàn, một người hùng trong mơ lộng lẫy một thời của các cô gái. Đôi mắt đa tình của Lê Tuấn Anh trên màn ảnh đã làm say lòng biết bao cô gái. 17 tuổi, dứt khỏi gia đình để vào đời tự lập, Lê Tuấn Anh sống bằng đồ nghề, phụ hồ bán nước mía. Lê Tuấn Anh cho biết, mẹ mất sớm, bố có gia đình khác, ông cụ là người rất khắt khe. Năm 17 tuổi thì tôi quyết định bỏ nhà đi. Tôi làm rất nhiều công việc để sống, từ bán bánh, bán nước đến làm phụ nề, bồi bàn. Khi đó, tôi luôn nghĩ mình không có gì để mất vì mình không có tương lai. Vì vậy, từ nhỏ Tuấn Anh khao khát một mái ấm gia đình nhỏ nhoi và hạnh phúc. Anh thi vào khoa diễn viên và tốt nghiệp Cao đẳng sân khấu vào năm 1989. Hào hoa lãng tử trong điện ảnh và ngay trong những năm đầu tiên của sự nghiệp, Lê Tuấn Anh đã rất may mắn khi được nhận vai Thái Salem trong Lệnh truy nã của đạo diễn Lê Hoàng Hoa, đóng cùng với Việt Trinh. Con đường sự nghiệp của anh thành công tới mức sau này, các chủ phim cứ nhất định đặt anh vào dạng vai ấy, một dạng vai ấn định, sự đều cáng và phản diện, nhưng đẹp trai và đa tình. Tần số của anh xuất hiện trên phim dày đặc. Anh có chiều cao là gần 1m8, cặp mắt đen và sâu thẳm, nụ cười nhếch một bên kiểu bất cần đời cũng đủ cho biết bao khán giả nữ phải siêu lòng. Nếu như Lý Hùng, Lê Công gây ấn tượng với những vai chính diện thì Lê Tuấn Anh lại phiêu lưu với hình tượng tay chơi đều cáng. Khán giả thời điểm đó cũng mê nét phong trần đa tình và nam tính trên gương mặt nam diễn viên này, không thua gì hai nam diễn viên kia. Vì lẽ đó, những hợp đồng đóng phim của Lê Tuấn Anh dường như chưa bao giờ có điểm dừng. Lê Tuấn Anh đi đúng một vòng quay của ngôi sao thời thượng. Có những phim anh đóng cát xê lên tới 30 triệu đồng khi ấy. Số tiền ấy vào thời điểm đó là cả một gia tài. Ngày đó người ta không nói đến công nghệ lăng xê, báo chí cũng không đủ màu sắc sặc sỡ như bây giờ, nhưng các ngôi sao cũng không đủ đất để mà dụng chiêu, tung scandal, ban chuyện tình ái. Và những diễn viên như Lê Tuấn Anh gần như có cuộc sống trên các trường quay, bận rộn và bận rộn. Đây là thời kỳ huy hoàng nhất trong sự nghiệp điện ảnh của anh. Hình ảnh anh trên xe luôn có mũ phớt, mấy cô gái trẻ và mấy bao thuốc lá trở thành hình tượng gắn liền với anh trong những phim sau này. Tuy nhiên ở ngoài đời, Lê Tuấn Anh lại là mẫu đàn ông hoàn toàn khác. Anh khá điềm tĩnh và trầm lắng. Lê Tuấn Anh chơi rất tốt với bạn bè, trong đó phải kể đến mối thâm tình với những người bạn đồng cảnh như là Quyền Linh, Phước Sang và đặc biệt là Lê Công Tuấn Anh. Anh từng mang sổ đỏ căn nhà đi thế chấp ngân hàng để lấy tiền cho bạn thân Phước Sang mượn, đủ kinh phí làm bộ phim đầu tay Tình yêu vực thẳm vào năm 1990 và từ đó trở thành nhà sản xuất phim ăn nên làm ra. Nhưng rồi dòng phim thị trường cũng rơi vào thoái trào và thời điểm đó nhận khá nhiều lời phê bình từ báo chí. Sau cái chết của Lê Công Tuấn Anh, tôi chợt như bừng tỉnh và hiểu rằng mình phải biết chấp nhận thực tế và tìm một con đường khác. Họ đã là hai đối tượng trong mỗi bộ phim, một người chuyên vào vai hiền lành, chân chất, còn một người chuyên vào những vai phản diện lưu manh. Bộ phim cuối cùng mà anh tham gia diễn xuất là vai chính diện trong bộ phim truyền hình Gió qua miền tối sáng năm 1997. Sau đó anh cũng từng làm đạo diễn trong bộ phim đầu tay mà cũng là duy nhất, phim U Thỏn. Gần 20 năm qua, khán giả đã không còn được theo dõi anh trên bất kỳ bộ phim nào nữa.
Thời hoàng kim của Lê Tuấn Anh, khán giả còn biết đến mối tình của anh với ca sĩ Phương Thảo. Sống chung một thời gian ngắn, họ lặng lẽ chia tay. Biết bao nhiêu tin đồn bắt đầu từ những năm tháng ấy, rồi Phương Thảo tìm được người đàn ông của đời mình, nhạc sĩ Ngọc Lễ. Lê Tuấn Anh tránh nhắc về mối tình này, anh bảo mừng là Thảo có được người đàn ông tử tế và sống hạnh phúc. Thế nên những câu chuyện cũ đã không còn ý nghĩa nhiều. Đến bây giờ khán giả được biết anh có cuộc hôn nhân hạnh phúc với nghệ sĩ Hồng Vân. Qua nhiều năm gặp phải sóng gió, đổ vỡ và sai lầm của tuổi trẻ, cuối cùng Hồng Vân và Lê Tuấn Anh đã tìm được đến với nhau. Mặc dù cả hai chịu sức ép từ dư luận, nhưng bạn bè đã chứng kiến cuộc tình của họ đều hiểu quyết định đi đến hôn nhân của cặp đôi hoàn toàn đúng đắn và có cơ sở vững chắc. Ít ai biết họ từng là một cặp đôi đẹp thời sinh viên khi cùng học chung một mái trường nghệ thuật. Chỉ vì những hiểu lầm nho nhỏ thời tuổi trẻ bồng bột mà cả hai đã chia tay nhau. Đến giờ nhắc lại chuyện cũ, Hồng Vân vẫn ân hận về sự nung nổi của mình. Những hờn dỗi trẻ con khiến anh chị xa nhau một thời gian dài. Sau khi chia tay, Hồng Vân và Lê Tuấn Anh mỗi người sẽ sang một hướng khác của số phận. Chị kết hôn với kiến trúc sư, còn anh có một giai đoạn gắn bó với ca sĩ Phương Thảo. Nhưng tình cảm không trọn vẹn, cuối cùng họ lại gặp nhau trên đường đời, ngồi lại trò chuyện về chặng đường đã qua mà nhận ra mình chính là một nửa của người kia. Họ quyết định quay về bên nhau, hàn gắn và tìm kiếm hạnh phúc đã bỏ dở. Sau 5 năm đăng ký kết hôn và họ dọn về sống cùng nhau, vợ chồng Hồng Vân Lê Tuấn Anh mới quyết định chia vui với bạn bè bằng một đám cưới tại nhà hàng Ngã Ba Sông, nơi Lê Tuấn Anh làm chủ. Trong đám cưới, đông đảo bạn bè nghệ sĩ đã đến chia vui. Lê Tuấn Anh lùi về hậu trường nhường sân khấu nghệ thuật cho Hồng Vân. Lê Tuấn Anh không chê người yêu có hai con riêng mà vẫn yêu thương Hồng Vân, xem xí ngầu và chê phi như con ruột. Năm 2008, niềm hạnh phúc lại được nhân lên khi Hồng Vân hạ sinh con gái Bí Ngô, tên thật là Ngọc Châu, cho chồng. Gia đình của họ càng thêm trọn vẹn. Nghệ sĩ Hồng Vân chia sẻ chồng là người chu đáo, tâm lý. Anh không chỉ là người chồng cương chiều, yêu thương vợ, mà còn là người cha mẫu mực, thần tượng của các con. Ở tuổi xế chiều, hai người vẫn dành cho nhau những cử chỉ yêu thương và quan tâm. Con gái lớn của Hồng Vân là Nguyễn Ngô Hoàng Châu, sinh năm 1994, tên ở nhà là Xí Ngầu, vừa tổ chức đám cưới với bạn trai lâu năm vào tháng 6 vừa qua tại Mỹ. Hoàng Châu theo học chuyên ngành quản trị kinh doanh quốc tế tại Mỹ, con gái đầu lòng thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ. Trước đây Hoàng Châu từng tham gia diễn xuất trên sân khấu và truyền hình. Con trai thứ của Hồng Vân là Khôi Nguyên, sinh năm 1997, tên ở nhà là Che Phi, cũng trở thành một chàng trai tuấn tú cùng chiều cao 1m80. Từ nhỏ Khôi Nguyên đã sang Mỹ học cùng với chị gái. Khôi Nguyên giống mẹ có niềm đam mê lớn với nghệ thuật, cậu theo đuổi cả diễn xuất lẫn ca hát. Anh trở thành ông chủ của nhà hàng Ngã Ba Sông, ngày ngày cùng đi chọn đồ cá, chọn rau với đầu bếp, cùng vào bếp và chăm chút cho việc kinh doanh. Còn Hồng Vân thì miệt mài với sân khấu kịch Phú Nhuận, miệt mài lo cho sân khấu luôn sáng đèn và đời sống anh em nghệ sĩ ngày càng được cải thiện. Anh đã tâm sự, một nhà hàng không thể có hai nghệ sĩ. Một người phải hy sinh để chăm lo cho gia đình, kinh tế, còn một người tung hoành, cống hiến cho nghệ thuật. Tình yêu của Hồng Vân và Lê Tuấn Anh từng có không ít khó khăn, sóng gió. Cuộc sống vợ chồng cũng có những lúc bát đũa xô lệch, nhưng đến giờ họ vẫn bên nhau, trân trọng hạnh phúc đang có bởi họ luôn biết ý thức bảo vệ, giữ gìn gia đình, hỗ trợ, chia sẻ cả hạnh phúc lẫn khó khăn. Đến giờ, Lê Tuấn Anh hài lòng với vai trò ông chủ quán và ông chủ gia đình. Hình ảnh lãng tử hào hoa ngày nào của Thái Salem giờ đã không còn. Anh giờ thô ráp, xù xì, vóc dáng bệ vệ của người đàn ông đã qua tuổi 50.